vâng xin chào các bạn rất vui vì lại được gặp lại các bạn trong series video đọc hiểu N4 và N5 và mình xin tự giới thiệu mình là nghĩa của Dũng Modi vâng thưa các bạn à, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài đọc hiểu số 23 rồi và chủ đề của bài đọc hiểu ngày hôm nay đó là cô hỉ ô nô một tổ cô nô tổ nó có ý nghĩa là gì các bạn nhỉ có nghĩa là chúng ta đã học cả mẫu cấu trúc ngữ pháp V đự tốt rồi đúng không ạ? Có nghĩa là hễ hay là khi đúng không ạ? Hễ mà uống cà phê vào thì Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau như mọi khi Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau đọc qua bài này một lượt Để các bạn chú ý cách đọc và cách phát âm từ vựng tiếng Nhật Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau dịch qua bài này Và cùng hệ thống lại ý nghĩa của từ vựng Cũng như là các mẫu cấu trúc ngữ pháp các bạn nhé Hãy đều ạ, いきましょうでは一緒に読みましょうはい、えー、コーヒーは今から200年ぐらい前にオランダ人が日本へ持ってきました明治時代の初めまで コーヒーを飲む人は少なかったですが今日本人は1年に1人560倍ぐらいコーヒーを飲みますところでコーヒーは体に悪いと思っている人はいませんか 実は、コーヒーはいろいろいい働きがあります。まず、疲れた時、眠いけど仕事や勉強をしなければならない時、コーヒーを飲むと元気になります。 顔の働きが良くなります。日本の大学でコーヒーの働きについて調べたことがあります。トラックの運転手が長い時間車を運転してから簡単な計算をしました。 眠かったですから間違いがたくさんありました。コーヒーを飲んでからもう一度計算をしました。間違いは少なくなりました。次にコーヒーを飲むとリラックスすることができます。 ですから、私たちは、喫茶店で友達と話すとき、仕事が終わって、少し休むとき、よくコーヒーを飲みます。また、熱いコーヒーを飲むと、体が温かくなります。コーヒー一杯は、2分の jogging to onaji hataraki thì đó là nội dung của bài số 23. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau dịch bài này các bạn nhé. Dewa ikimashō. Ai, eh, câu đầu tiên các bạn nhé Eh, kōhī. là gì các bạn nhỉ? Kōhī là cà phê, đúng không ạ? コーヒーは今から200年ぐらい前にオランダ人が日本へ持ってきました Trước tiên là chúng ta dịch từ chủ ngữ đúng không ạ? Cà phê thì thì làm sao các bạn nhỉ? À, tính từ bây giờ cho tới 200 năm trước Đúng không ạ? Tính từ bây giờ cho tới 200 năm trước Thì Oranda Jin Oranda Jin là gì các bạn nhỉ? Oranda là Hà Lan đúng không ạ? Còn khi thêm Jin vào tức là người của nước đó Ở đây là người Hà Lan đã làm sao ạ? À? Motte kimashita. Chúng ta có động từ là motte kuru, motte kimasu hay là motte ikimasu đúng không ạ? Tức là mang cái gì đó đi và mang cái gì tới đúng không ạ? Và người Hà Lan đã mang mang cái gì à? ở đây? tân ngữ bị lược bỏ đúng không các bạn? Đó là mang cà phê đã được người Hà Lan mang tới Nhật đúng không ạ? Và Meiji Jidai no

Meiji đúng không ạ? Meiji là minh trị và Jidai là thời đại cho tới đầu thời đại minh trị đúng không ạ? Người ở đây có chủ ngữ là và đi kèm với cả trợ từ hóa thế nên là các bạn đừng quên chúng ta phải dịch từ chủ ngữ trước các bạn nhé và người mà uống cà phê thì đã ít đúng không ạ? Skunakata À, cắt tạ nó dùng khi chúng ta muốn nói à, dạng à, quá khứ của tính từ đối y chúng ta bỏ y đi và cộng với cả cắt tạ các bạn nhé ấy ga đã ít nhưng mà bây giờ người nhật thì một năm thì một người uống cà phê khoảng 560 cốc đúng không ạ tức là một năm thì cái người uống cà phê thì trung bình họ uống khoảng 560 cốc đúng không ạ các bạn ấy ところでコーヒーは体に悪いと思っている人はいませんか? À ở đây thì chúng ta có từ tokoro de các bạn nhé Tokoro de à ở trong tiếng Anh nó là by the way, tức là khi chúng ta à, chuyển một cái chủ đề gì đó đúng không Thì chúng ta sẽ à, dùng cái từ tokoro de này, à, nó được dịch là nhân tiện đúng không ạ? Nhân tiện đây thì tác giả cũng muốn hỏi là có người nào mà nghĩ là cà phê không tốt cho sức khỏe không ạ à. ừ, có một ai đó ở đây nó là imas imasen cá à, tức là có ai đó không ạ à. ừ, và jitsu wa hiểu wa i hataraki ga arimas à, chủ ngữ ở đây là gì các bạn nhỉ chủ ngữ ở đây là hi nhưng các bạn không được quên trước nó là jitsu wa jitsu wa là thật ra thì thực ra thì khi mà chúng ta bày tỏ chúng ta nói một cái lý do gì đấy đúng không ạ và thực ra thì à, cà phê làm sao ạ cà phê có rất nhiều đôi có rất nhiều và ở đây các bạn nhìn hataraki nó động từ gốc của nó là hatarakimas và cái động từ này khi mà bỏ sự đi thì nó có thể dùng như một danh từ đó là hataraki hataraki trong trường hợp này không dịch là làm việc các bạn nhé mà trong trường hợp này nó sẽ dịch là có chức năng và có hoạt động ừ. thực ra thì cà phê có có rất là nhiều chức năng chức năng tức là cà phê nó có rất là nhiều cái tác dụng đúng không các bạn đấy hey. まず、疲れたとき、眠いけど、仕事や勉強をしなければならないとき、コーヒーを飲むと元気になります。今日ないずらざい、うん。うは、まぁ、中はせ、講にゃうじき。かばんに ma dự, dự là khi chúng ta nói trước tiên, à, trước tiên điều gì đó đúng không ạ? Trước tiên à, khi mà chúng ta khi chúng ta mệt mỏi đúng không? ạ toki, veta toki tức là sau khi như thế nào đúng không các bạn? Và ở đây là sau khi chúng ta mệt mỏi nên chúng ta có thể dịch nó lái đi một chút là khi chúng ta mệt mỏi. Khi chúng ta mệt mỏi, buồn ngủ nhưng à ở đây có rất nhiều bạn hỏi mình là kedo là gì đúng không ạ? Kedo này nó là cách nói xuồng xã của desga. ga Tức là nhưng các bạn nhá, các bạn có thể nhớ nó là nó bằng với cả des gà cũng được. Buồn ngủ nhưng phải khi phải làm sao ạ? Ở đây các bạn còn nhớ cấu trúc câu đó là v na kereba na da nai. Ừ. các bạn còn nhớ cấu trúc v na kereba narana tức là chúng ta phải làm một cái hành động gì đó đúng không ạ chúng ta phải làm một cái việc gì đó buồn ngủ nhưng mà chúng khi mà chúng ta phải học bài và phải làm việc thì hệ uống cà phê vào hi o no mito tức là hệ uống cà phê vào thì genki ni nhị nanimas hệ uống cà phê vào thì chúng ta sẽ trở nên tỉnh táo trở nên khỏe mạnh hơn đúng không ạ và tiếp theo Atama no ga yoku à, atama là gì các bạn nhỉ? Atama là đầu đúng không? Atama no hatadaki, tức là gì nhỉ? Tức là hoạt động của đầu hay là hoạt động của não của chúng ta sẽ trở nên tốt hơn. Đúng không ạ? Và Và ở trường đại học đúng không ạ? Ở trường đại học của Nhật Bản thì thì đã làm sao ạ? À? Đã từng đã từng nghiên cứu. Đến đây thì các bạn lại nhớ cấu trúc ngữ pháp câu đó là veta uh, koto cộng với cả ga arimas đúng không ạ? Ừ. Tức là chúng ta đã từng làm một một điều gì đó, đúng không ạ? Và ở trường đại học Nhật thì đã từng nghiên cứu ni tsuite là gì các bạn nhỉ? Ni tsuite là về đúng không ạ? Ở trường đại học Nhật thì đã từng nghiên cứu về cái chức năng cái hoạt động của cà phê đúng không ạ? Toraku no untenshu ga nagai jikan kuruma o unten shite kara kantan na keisan o shimashita. À trong câu này nó lại có hai vế đúng không ạ? Và chúng ta sẽ dịch từng vế một. Trước tiên thì à, các bạn phải À, để ý tới à, cấu trúc câu ở đây đó là VT cả đạ VT cả tức là sau khi làm một việc gì đó và diễn ra một cái hành động ở đằng sau đúng không ạ và trong trường hợp này là gì nhỉ à, Toraku no là tài xế lái xe tải Toraku ở xe tải các bạn nhé tài xế lái xe tải ừ, sau khi ừ, sau khi lái xe dài giờ đúng không ạ tức là sau khi lái xe nhiều giờ rất là lâu đúng không và kantanake sang o shimashita đã làm tính toán đơn giản đã làm một phép toán đơn giản nếu kata desu kara machigai ga taksan arimashita desu kara ở đây là gì các bạn nhỉ là vì đúng không ạ vì đã buồn ngủ thế nên là có rất là nhiều có nhiều lỗi sai đúng không ạ bởi vì ông ấy buồn ngủ thế nên là lúc ông ấy tính toán ông ấy không thể nào mà làm cẩn thận không thể nào mà làm chi tiết thế nên là đã rất là nhiều lỗi sai và cô hiểu mỗi chi độ và sau khi uống cà phê tài xế đã tính toán lại một lần nữa môi chi độ các bạn là khi các bạn không hiểu từ gì các bạn thường nói với cả giáo viên nhật là môi chi độ đúng không ạ tức là lại một lần nữa sau khi uống cà phê tài xế đã tính toán lại một lần nữa đúng không ạ? Machigai wa tsukunaku narimashita và lỗi nhầm lỗi sai thì đã trở nên ít hơn đúng không ạ? Tsugi ni koi o nomu to relaxu suru koto ga dekimasu. Các bạn không được quên trước tiên là ma dự và ở đây là tiếp theo đúng không ạ? Tsugi ni là tiếp theo. Tiếp theo thì có thể đi đắc sự là gì các bạn nhỉ? Đi đắc sự là là giải trí là thư giãn đúng không ạ? Và tiếp theo đó là hễ mà uống cà phê vào thì có thể thư giãn, à, chúng ta có thể thư giãn đầu óc nó thoải mái hơn đúng không ạ? Hey, eh, desu kara watashi tachi wa kissaten de tomodachi to hanasu toki shigoto ga sukoshi yasumu toki yoku o nomimasu. Ừ. Descara đặt ở đầu câu chính là nói vì cái lý do ở trước đúng không ạ? Vì cà phê nó có thể thư giãn đúng không ạ? Nó có thể thư giãn nên Watashi tachi là chúng ta Watashi là tôi còn Watashi tachi là chúng tôi hay là chúng ta đúng không ạ? Và vì chính vì thế chúng ta ừ. khi mà nói chuyện với bạn ở quán giải khát Kisate đúng không ạ? Là quán giải khát ừ. Khi mà chúng ta trò chuyện, chúng ta nói chuyện với bạn bè ở quán giải khát Rồi là sau khi mà kết thúc công việc ừ. Shigoto ga watte sukoshi yasumu toki là Sau khi kết thúc công việc, kết thúc công việc và chúng ta Khi chúng ta nghỉ ngơi một chút, đúng không ạ? Khi chúng ta kết thúc công việc và nghỉ ngơi một chút thì Chúng ta yoku kohi wo nomimasu là Chúng ta thường uống cà phê ừ. Mata atsui kohi wo nomu to Karada ga atatakaku narimasu Đúng không ạ? Và à, khi hay là Hệ chúng ta uống cà phê nóng Atsui ừ, cái này là nói về nhiệt độ cho đồ uống các bạn nhé Tức là cà phê nóng đúng không ạ? Mà tạ là hơn nữa hay là ngoài ra Ngoài ra Khi mà hệ chúng ta Ngoài ra Hệ chúng ta uống cà phê nóng vào Karada ga atatakaku narimasu Và cơ thể của chúng ta trở nên ấm hơn đúng không ạ nhiệt độ của cơ thể thì mình sẽ dùng từ atatakai các bạn nhé cái này không được quên đâu đấy cô ít bài quá tức là sao nhỉ các bạn nhỉ và một tách cà phê hay là một cốc cà phê thì thì nó hoạt động hay là nó có chức năng giống như 2 phút Jogging ngựa là gì các bạn nhỉ? Jogging ngựa là, là chạy bộ đúng không ạ? Một tách cà phê thì nó có chức năng hay là nó hoạt động giống như 2 phút chúng ta chạy bộ thường ngày. Và minasan, chotto yasunde kohi demo nomimasen ka. Ở đây thì chúng ta có ve masen ka, tức là gì các bạn nhỉ? Tức là khi mà chúng ta rủ à, dê ai đó làm gì đúng không ạ và các bạn ơi chúng ta nghỉ một chút và cùng nhau uống cà phê không? Vâng, thì đó là nội dung của bài đọc hiểu. À, nếu các bạn có thắc mắc hay có câu hỏi gì, các bạn cứ comment ở phía dưới, mình sẽ trả lời giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong các video đọc hiểu N4 và N5 sắp tới. gozaimasu